mến, triều mến. Nội nè ghi chữ thấy mũ quýnh rồi. Dễ sợ. Ghe thù lù chạy có cái Cummins 500. Mấy chiếc ghe nhựa nó nhẹ anh em. Đây mình đi khám phá cái dàn lưới trụ của chiếc tàu nhựa composite cho anh em xem. Nè anh em, lưới trụ cái nào cái kia phao cái nào cái nấy nó như cái tấm thớt này. Thấy phao lưới trụ dũng ngán nha. Trụ hòn rớ nha. Phao cái nào cái nấy nó như cái tấm thớt này anh em. Dỡ sợ gặp đôi phao lưới rút đêm luôn. Tới khám phá dàn phen của anh luôn. Xin phép chủ tàu rồi mà. Hai súng phen. Hai súng phen. Hai súng phen cái này mấy cái này nó rỉ hết trơn rồi. Này có phen đồng nữa này. Mấy cái phen ở ngoài này toàn là 15 kg. Hai súng phen. Hai súng phen dở sợ. Xài sợi dây tròn á, còn xài sợi dây rút tròn nè anh em, xài sợi dây rút tròn cho nên là còn mấy cái rổ xẻo vắng nè đấy. Tàu nhựa triều tiến, triều mến, triều mến. Ông nào mà dĩ chữ răng ri dữ trời. Dĩ chữ triều mến mà dễ. Ngờ thật ghê luôn. Đấy, bên này nữa phao lúc trụ thấy chưa. Cái nào cái nấy trình bành luôn ấy. Em mình đang có mặt trên một con tàu nhựa composite dài tầm 23 mét, làm nghề rút trụ. Đây sau lưng mình đây là cái dàn lưới trụ của chiếc tàu nhựa 23 mét nè anh em. Thấy chưa, dở sợ cái dàn lưới trụ. Quay một vòng của cảng biển Nha Trang cho anh em xem. Tàu nhựa composite làm nghề lưới trụ tại thành phố biển Nha Trang. Đấy, mình đi vòng xung quanh tàu rồi mình khám phá các cái tầng cabin cùng với dàn lưới cho anh em xem mọi thứ. Đi đường này khó quá.
mình đang đi lòng vòng đấy, mình lên tại trên cái khu vực lái của anh thuyền trưởng xem như thế nào ha. Mình có xin phép ảnh này. Đấy, vô trong khu vực lái của anh thuyền trưởng cho quay anh em xem. Khu vực của anh thuyền trưởng là chỉ dành riêng cho mình anh thuyền trưởng à. Đây, khu vực ngủ của anh thuyền trưởng nè. Dũng phòng 5 sao à. Dũng phòng giám đốc à. Đây khu vực lái. Tấp lô của dòng máy Cumin nhưng mà gắn tấp lô đồng hồ của Giang Me. Nên lúc mới vừa nhìn vô là mình hơi lờ. Bảng công tắc điện quá trời bắt thẳng ở ngay chỗ này luôn. À, phát hiện đây anh có cái máy tổ này. Máy này máy tổ. Máy tổ nó giống như máy taxi anh em, nội bộ. Hình như có một cái máy nhỏ của anh xài dòng máy Giang Me. Này ba mấy bộ đẹp nhỏ. Trên ghe có một cái máy đèn dài nè, VX1007. Mình cũng đang xài máy này ha. Hộp phối nè, hộp phối đã bắt lên antin anh em. Như mấy chiếc rút trụ này má anh đi gần bờ cho nên là có trang bị đây bộ đa điện thoại luôn. Đồ đạc của mấy ông nậu ở biển nè, không mà thiếu thứ gì ở trong mấy cái hộp, có nhiêu là nhét vô hết. Ra ngồi này đứng vòng quay lón thốn. Ô chu che có cái tủ đựng tiền nữa, kết sắt. À, kết sắt anh em. Đặc thù là mấy ghe ở Nha Trang á, thì cái lượng ghe nhiều với là cái lượng khách đó, địa phương nó rất là nhiều á. Khách những cái địa phương khác họ gì tại cái khu vực cảng Hòn Rớ Nha Trang họ cân ké rất là nhiều, cho nên là họ sợ lộn xộn, cho nên là lúc nào họ cũng trang bị một cái két sắt sẵn ở trên tàu. Những cái nào giá trị ví dụ như mấy chụp mấy đồ nè, hoặc là mấy bộ đàm đồ, những cái mà mắc tiền mà mới á là họ bỏ vô két sắt hết. Đấy, quay ra phía bên ngoài cảng biển Nha Trang cho anh em xem. Ở đây có mấy cái bó tre nè, anh em biết đỡ làm gì không? Đỡ đập vũ lưới á, ké nó đóng á. Phía bên kia tàu nhựa quá trời, nhưng mà không biết làm cách nào đã đi ra tới mấy con tàu nhựa đó. Trước mặt mình có con tàu nhựa quá đẹp luôn. Tàu này hình như là mình nhớ là mình đã từng quay tàu này ở tại Hòn Nội Ngoại à. Ghe lặn của Quảng Ngãi lặn xong ra ngồi kia đậu nghỉ rất là nhiều nè anh em. Cumin N14 nè anh em. Bữa giờ là mình bắt gặp tới 5-6 cái Cumin N14 rồi. Rất là thích cái dòng Cumin N14 này, là ở trên nó sơn ba cái nắp đỏ rất là ngầu, cái máy nó vuông chuộng à. Cái dòng máy Cumin nó trang bị rất là gọn gàng ha. Mấy con heo dầu nó làm nằm ở phía bên trong máy hết, nó chỉ có một cái đường dầu vô rồi một cái đường dầu đi thông vô trong tất cả 6 cái lốc máy. Dòng máy Cumin nó thiết kế quá gọn. Đấy. Đây mình đang đứng trên tàu nhựa Composite nha anh em. Tàu nhựa Composite. Và khám phá cái máy Cumin N14.